Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 119. Chương 1181, Cường Hãn, Vì Quyết Tâm, 1. Không ai có thể sánh bằng tốc độ của Phạm Nhàn lúc này, cũng chẳng ai dám đứng ra chặn đứng khí thế hừng hực tiến tới của y. Dưới ánh trăng, hắn tận dụng đà bay từ cú đập đó, lại bay lên cao như một con chim khổng lồ tung cánh, lao thẳng lên nóc điện rồi tập trung khí lực toàn thân, đổ ập xuống. Một tiếng nổ long trời dội xuống, hàm quang điện bị Phạm Nhàn dùng chân khí bá đạo toàn thân đập thủng một lỗ lớn. Ngay khi các cung nữ hoảng hốt thắp lên ngọn đèn đầu tiên, Phạm Nhàn như một tảng đá đen rơi xuống sàn nhà phía sau hàm quang điện. Xung quanh y là mảnh vỡ ngói đá, dưới chân là tấm sàn đá nứt nẻ, trong tay y là thanh thiên tử kiếm. Đêm hôm nay, ánh đèn lờ mờ lần đầu tiên chiếu sáng gian phòng trong hàm quang điện. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ ngọn đèn trên bàn khiến căn phòng càng thêm u ám, thậm chí còn tối hơn cả ánh trăng lọt qua lỗ thủng trên mái điện. Cung nữ kia gương mặt kinh hoàng nhìn Phạm Nhàn đầy bụi đất, miệng mở ra định thét lên nhưng không thể phát ra tiếng động nào. Phạm Nhàn nhẹ nhàng di chuyển, trong khoảnh khắc đã lao vút qua 8 bước, xuất kiếm đâm thẳng ra trúng cổ cung nữ. Máu bắn tung tóe, Phạm Nhàn hơi cúi đầu, cổ tay xoay nhẹ, thanh thiên tử kiếm trong tay lại đâm ra, mũi kiếm lần này đâm ngược từ nách lên chính xác trúng cổ một thái giám. Y nhanh chóng lùi 3 bước, chân trái xoay như bản lề khiến toàn thân xoay tròn tựa một vũ công quyến rũ. Thanh thiên tử kiếm trong tay phát ra tia sáng lạnh lẽo, theo động tác xoay chém ra một luồng sáng lạnh trong vài thước phía trước. Những nơi ánh kiếm đi qua, các thái giám và cung nữ vừa tỉnh dậy đã ngã gục xuống, nằm trong vũng máu. Chân phải Phạm Nhàn đạp mạnh xuống tấm đá xanh, tấm đá vỡ vụn, thân hình như con chim lớn bị trói lùi về phía sau, đâm mạnh vào người kẻ địch, khiến xương cốt đối phương tan nát. Y cúi đầu, khuỷu tay phải đột ngột đẩy ra như lò xo, thanh thiên tử kiếm tuột khỏi tay, đâm thẳng vào ngực kẻ đang xông lên từ phía bên phải. Nắm đấm trống không hung hăng đánh sang trái, chỉ một cú đánh đã khiến kẻ cuối cùng ngã nhào xuống đất. Tiếng đập mạnh vang lên, đối phương không kịp phản ứng, đã sấp xuống đất, đầu vỡ toang như trái dưa hấu. Chỉ trong chớp mắt, Phạm Nhàn đã giết 8 người. Phạm Nhàn xông vào hàm quang điện đầy thô bạo, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dốc toàn lực ra tay. Với thanh thiên tử kiếm và chân khí bá đạo, y như một hồn ma có sức mạnh phi thường, chỉ trong chốc lát đã cướp đi sinh mạnh tất cả kẻ địch trong phòng mà không để họ kịp phản ứng. Kiếm pháp của Phạm Nhàn kế thừa từ Tứ Cố kiếm nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán và ý chí sát phạt không chút do dự của Tứ Cố, thay vào đó là sắc thái u ám sâu thẳm trong bản tính. Kỹ thuật quyền cước của y kế thừa từ Diệp gia nhưng hoàn toàn không mang chút phóng khoáng, nhẹ nhàng của Diệp Lưu Vân. Giữa biển khơi mà ngược lại tràn ngập khí thế mãnh liệt tự nhiên phát ra từ chân khí bá đạo. Giết người như thế này, ai có thể ngăn cản? Ngoài những kẻ chết dưới đất, trong điện bên chỉ còn mẹ con Nghi Quý Tần và Ninh Tài Nhân. Đêm nay Ninh Tài Nhân đến thăm Tam Hoàng tử nên không về chỗ ngủ của mình, lại tiện lợi cho Phạm Nhàn. Đêm nay không ai trong 3 vị quý nhân ngủ nổi. Vì thế, khi Phạm Nhàn xông vào cung điện như thiên thần, 3 người lập tức phản ứng lại. Từ sau tấm màn mỏng, cả 3 căng thẳng theo dõi từng cử chỉ của Phạm Nhàn. Cho dù tin tưởng Phạm Nhàn, 3 người cũng không ngờ tiểu Phạm Đại Nhân lại dùng phương pháp tàn bạo đến thế, trong thời gian ngắn đã giết sạch người canh giữ bên cạnh. Kéo tấm rèm lên, 3 người bước xuống, nhìn Phạm Nhàn với nhiều biểu cảm khác nhau nhưng đều có vẻ khiếp sợ. Dường như ai cũng cảm giác giờ đây Phạm Nhàn có phần khác với lúc trước khi đến Đại Đông Sơn. Khuôn mặt Nghi Quý Tần rạng rỡ vui mừng, Phạm Nhàn liều mình vào cung ứng cứu, lo lắng lúc chiều đã không còn. Bị giam trong hàm quang điện, cô không biết mẹ con sẽ chết lúc nào. Đêm nay gặp được cứu tinh, trong lòng cô thầm nhẹ nhõm, như nhìn xác chết khắp phòng, đôi chân lại run rẩy, suýt ngã nhào. Tam Hoàng tử đỡ lấy mẫu thân, nhìn thầy với ánh mắt biết ơn, gật đầu lia lịa, mắt đã ẩm ướt. Lúc này hãm sâu trong hàm quang điện, bên ngoài có không biết bao nhiêu thị vệ bao vây, tiền điện vẫn còn thái giám cao thủ của cung đình. Phạm Nhàn biết tuy mình dùng phương thức bạo lực xông pha, đã tiếp xúc thành công với 3 người, nhưng nếu không đưa họ ra ngoài thì vẫn là bế tắc. Cho nên y không lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, theo ta, phá vây ra ngoài. Chương 1182, Cường Hãn, Vì Quyết Tâm, 2. Việc phá vây không hề đơn giản, với chỉ 200 người mà Phạm Nhàn đưa vào cung,
muốn kiểm soát cả hậu cung là điều bất khả thi. Còn bên phía cấm quân Hoàng Thành, liệu có kịp thanh trừng trước khi tình hình nguy cấp hay không vẫn là ẩn số. Phạm Nhàn rút thanh trường kiếm của mình khỏi thi thể tên thái giám, liếc nhìn Ninh Tài Nhân, thấy cô mỉm cười an ủi, y cũng mỉm cười, rút con dao găm màu đen từ trong giày ra. Thấy thầy lấy dao găm, Tam Hoàng Tử tưởng là đưa cho mình tự vệ, vịn mẹ tiến lên. Nào ngờ, Phạm Nhàn đảo ngược dao găm, đưa cho Ninh Tài Nhân. Ninh Tài Nhân nắm chặt con dao mảnh khảnh, trên người toát lên khí thế anh dũng. Xưa kia cô từng sống sót trên chiến trường, những năm qua vẫn chưa quên những chuyện máu lửa. Phạm Nhàn không để ý đến ba mẹ con họ, không hề chần chừ, tiến thẳng tới cửa phòng bên. Cánh cửa không dẫn ra ngoài cung mà vào tiền điện. Phá vây đã khó, thế thì chẳng thà xông vào trong cung tốt. Một bàn tay áp lên cánh cửa gỗ, bất thần cánh cửa như bằng giấy vậy, bị vô số lực lượng khổng lồ xé nát, vỡ vụn ra từ phía. Trước khi mảnh vụn rơi xuống đất, bàn tay Phạm Nhàn đã dán chặt vào bàn tay. Một hoạn quan, Phạm Nhàn rên lên một tiếng, toàn bộ chân khí tuôn về phía trước. Chỉ qua một cái chạm tay, y nhận ra sự lợi hại của hoạn quan này. Trong lực lượng thị vệ Hoàng Cung đúng là rồng rắn lẫn lộn. Những môn sinh do Hồng Lão hoạn quan huấn luyện chắc chắn không phải hạng tầm thường. Khuôn mặt hoạn quan nhăn lại, máu tươi phun ra, cơ thể bị chân khí cuồng bạo tập kích dữ dội đến mức không chống nổi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân Phạm Nhàn, để các cao thủ phía trước điện và Thái Hậu chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Nhàn không cho phép hắn kéo dài thời gian. Giữa hai bàn tay, khói bụi bay mù mịt, một luồng khí độc áp sát mặt hoạn quan võ công cao thâm kia. Sắc mặt hoạn quan biến đổi, bàn tay phải Phạm Nhàn chấn động, trường kiếm ngâm vang, chém từ bên trên vai xuống. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Trong đợt tấn công của chân khí bá đạo và khí độc, hoạn quan không còn sức lực để phản ứng, chỉ có thể nhìn ánh sáng kia lướt qua trước mắt. Phạm Nhàn xoay cổ tay trái, thu thiên tử kiếm vào tay áo, không liếc nhìn hoạn quan cao thủ tới một cái. Hai chân nhẹ nhàng gập xuống, toàn thân như một con chim khổng lồ lao vào rừng. Y không lao về hướng con đường đầy cao thủ kia, mà trực tiếp đâm thẳng vào bức tường bên cạnh điện. Một tiếng động lớn vang lên, bức tường gạch gỗ bị y đâm sầm mãnh liệt tạo thành một lỗ lớn. Phạm Nhàn không quan tâm đến an nguy của ba người phía sau, bay thẳng qua lỗ hổng ấy. Lúc này, tên hoạn quan cao thủ đứng chắn cửa, bỗng cổ phát ra tiếng kêu soàn soạt rồi đứt lìa, cái đầu chảy đầy máu rơi xuống đất. Mẹ con Nghi Quý Tần trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ninh Tài Nhân sắc mặt nghiêm nghị, cầm con dao găm màu đen Phạm Nhàn tặng, dắt Nghi Quý Tần và con trai đang hoảng sợ bước qua lỗ thủng. Cô đoán được lý do Phạm Nhàn gấp gáp đập tường vào tiền điện, cô cũng biết trước khi y nắm quyền kiểm soát, tính mạng của ba mẹ con cô phụ thuộc hoàn toàn vào mũi dao trong tay. Tập kích cần gì? Chính là tốc độ nhanh như chớp, bất ngờ như sấm sét giữa trời quang. Đêm nay, hành động của Phạm Nhàn thực hiện mục đích ấy một cách hoàn hảo. Từ lúc lọt vào hậu cung đến khi bị phát hiện, y cùng đồng bọn tăng tốc đột ngột, cuồn cuộn như gió lốc. Y bước lên lan can đá, đập vỡ ngói vàng, xông vào chính điện, hạ sát tất cả, mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Tính từ tiếng hô đầu tiên của thị vệ, chỉ mất chừng 10 lần vỗ tay là y đã thành công tràn vào trung tâm hàm quang điện. Quả thật tốc độ nhanh như chớp, không chỉ kẻ địch không kịp phản ứng, ngay cả Phạm Nhàn cũng không còn thời gian suy nghĩ. Y dựa vào việc thu thập tình báo Hoàng Cung qua nhiều năm, nhờ vào nội ứng bên trong cung cùng trực giác nhanh nhạy siêu nhiên, quyết đoán xông thẳng vào. Đương nhiên, hành động này dựa nhiều nhất vào lòng dũng cảm, điều mà trước đây y thiếu, sử dụng khí thế liều lĩnh, đặt mình vào danh sinh tử. Trong khi Phạm Nhàn xông vào hàm quang điện với tốc độ nhanh nhất, theo sau là 5-60 kiếm thủ, họ cũng ẩn mình trong bóng tối, xếp thành hình quạt, bao vây hàm quang điện. Tốc độ của những người này kìm hãm có chủ đích, đúng lúc họ vừa đến ngoại vi hàm quang điện, Phạm Nhàn tính toán rất chuẩn xác. Dù có phần đánh giá thấp tốc độ phản ứng của lực lượng hậu cung, nhưng 5-60 kiếm thủ này đã rất đúng lúc ngăn chặn thị vệ đại nội nhanh chóng lao tới. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1183, Cường Hãn, Vì Quyết Tâm, A. Kiếm thủ của giám sát viện tinh thông giết người trong bóng tối, còn thị vệ đại nội là tinh nhuệ nhất trong vũ lực cá nhân của Khánh Quốc. Tuy không thể so với lực lượng hổ vệ dùng trường đao mà Phạm Kiến bí mật huấn luyện cho Hoàng Thất, nhưng võ công của họ vẫn rất mạnh mẽ. Bên ngoài hàm quang điện,
chém giết nổ ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm va chạm, không biết bao nhiêu người đã ngã gục, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ trong vài khắc, gần một chục kiếm thủ áo đen đã bị đẩy lùi về phía hàm quang điện. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng, có thể thấy đây không phải là họ bị đẩy lui một cách bất đắc dĩ, mà là lựa chọn chủ động. Dù có vẻ như bị thị vệ đánh bại liên tục, họ vẫn thu hẹp vòng vây, bao chặt lấy hàm quang điện. Vòng phòng thủ càng nhỏ, sức phản kích càng lớn. Trên chiến trường, đã có rất nhiều người ngã xuống, nhưng những sát thủ áo đen vẫn cản trở lối vào chính của hàm quang điện, khiến bên trong rất khó trốn thoát. Hơn nữa, không thể quên rằng lúc này bên trong hàm quang điện đang hỗn loạn. Đây chính là chiến thuật gió thổi tứ phía, trung tâm nở hoa mà Phạm Nhàn đã định. Những thuộc hạ trung thành trong giám sát viện dựa vào bóng đêm đối đầu với số lượng thị vệ đại nội ngày càng tăng. Còn ở trung tâm hoàng cung là hàm quang điện, một bông hoa tươi đẹp nhưng độc ác đang nở rộ. Đó chính là bông hoa Phạm Nhàn nhất định phải nắm trong tay. Khi loạn lạc trong cung mới bắt đầu, thị vệ và các cao thủ trong cung đình đã phản ứng một cách cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, các quý nhân trong cung điện lại không có khả năng đó. Các lão ma ma trong hàm quang điện vừa mở đôi mắt đang mơ màng, đã thầm rủa vài câu mà không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Một số cung nữ có đôi chân linh hoạt nghe thấy tiếng ho từ trên giường, đã nhanh chóng bò dậy giúp đỡ vị chủ nhân thực tế của Khánh Quốc đang nằm trên giường. Những ngày gần đây Thái hậu luôn đau đầu, trên trán buộc một sợi dây lụa màu vàng, sắc mặt bà mệt mỏi tựa vào lòng cung nữ, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Đôi tai già nua không còn thính như xưa, nên bà chẳng hề hay biết tiếng động lớn khi mái nhà hậu điện bị Phạm Nhàn đâm thủng, cũng chẳng nghe thấy Phạm Nhàn giết 8 người chỉ trong chớp mắt. Nhưng lão bà này, từng sống trong cung điện nhiều năm, chứng kiến bao cơn phong ba bão táp, lặn lội trong âm mưu tranh quyền đoạt lợi, khiến bà ngay lập tức trở nên cảnh giác. Trong đôi mắt bà lóe lên tia lạnh lẽo, đột ngột đứng dậy khỏi lồng ngực cung nữ, quát to, đóng cửa cung điện. Mọi người lui vào trong. Phản ứng của Thái hậu lão tổ tông không thể nói là không nhanh nhạy. Biết trong cung có biến, bà lập tức tập trung mọi vũ lực xung quanh mình. Thái hậu rõ địa vị của mình, kẻ địch đã xâm nhập cung cấm, ắt sẽ nhắm vào mình trước nhất. Cách ứng phó này giống như lần đầu hay tin con trai tử nạn, đơn giản nhưng chính xác, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng đêm nay chắc chắn bà sẽ phải thất vọng, vì trước khi nàng kịp tập hợp lực lượng, đã có kẻ lọt vào tận sâu trong hàm quang điện. Ngay khi thị vệ và kiếm thủ lục sử giao chiến lần đầu bên ngoài điện, bức tường sau hàm quang điện bỗng phát ra tiếng động mãnh liệt. Gạch gỗ bay tứ tung, một lỗ thủng đột nhiên xuất hiện, một bóng người màu đen bay ra từ trong lỗ thủng. Như một con thương long đi lại giữa đêm tối, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua không trung, lao thẳng tới giường của Thái hậu. Khoảng cách gần nhất giữa các phòng ốc không phải là từ cửa này đến cửa kia, mà là bức tường che chắn. Hai gian phòng riêng biệt nhìn thì xa xăm, nhưng đôi khi chỉ cách nhau gang tấc tường, chỉ cần xuyên qua là thiên nhai gần trong gang tấc. Nhưng trên đời này, có mấy ai có thể giống Phạm Nhàn, luyện chân khí tiên thiên bá đạo tuần hoàn khắp cơ thể, lại dùng tâm pháp chân chính của thiên nhất đạo bảo vệ tâm mạch, ngăn bị chân khí phản ngược, biến thân thành cái búa thép khổng lồ, đập nát bức tường dày đặc. Phạm Nhàn mặc áo đen, mang theo uy thế như gió bão, xông thẳng về phương Hoàng Thái Hậu. Dọc đường, tiếng xe gió vang lên trong không trung, cho thấy tốc độ của y đã đạt tới mức kinh khủng nhường nào. Từ chỗ tường bị đập vỡ đến long sàng Hoàng Thái Hậu đang nằm, khoảng cách 4 trượng. Trên quãng đường ấy, bất kỳ ai chạm phải vạt áo của Phạm Nhàn, cho dù là lão ma ma hay cung nữ, đều bị chân khí cường đại bao trùm trên người hắn đánh cho ngã gục. Quần áo xộc xệch, máu bắn tung tóe. Đúng lúc đó, các cao thủ thái giám thường trực bên cạnh Thái Hậu cuối cùng cũng ra tay. 4 tiếng hô vang lên, 4 bàn tay khô héo nhanh chóng vồ tới Phạm Nhàn, như những gốc cây già nua nở hoa, muốn trói con rồng lớn trong rừng. Chương 1184, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc. 1. Trong 4 bàn tay tàn tạ ấy chứa đựng chân khí thuần khiết không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mới có được. Nếu Thái hậu không có võ công hùng mạnh bảo vệ, làm sao dám lấy mạng sống của Ninh Tài Nhân đe dọa đại hoàng tử đang nắm binh quyền. Khi nghe tiếng vách tường vỡ toang như tờ giấy, vừa lúc thấy cảnh tượng này. Ánh mắt bà lạnh lẽo, đầy tự tin, như thể Phạm Nhàn giờ đây giống như thần tiên, nhưng chỉ cần chốc lát nữa sẽ biến thành một cỗ tử. Thi, ngoài dự đoán của mọi người, Phạm Nhàn không hề chậm lại, nhưng khí thế trên người y đột ngột tiêu tan trong nháy mắt. Toàn thân y ở giữa hư không như đột nhiên biến mất.
Thân thể y vẫn đang lao nhanh, nhưng tất cả khí thế bá đạo trên mình đã được thu nạp vào trong, khiến y trở nên dịu dàng, ôn hòa và yên tĩnh tới cực điểm. Từ bá đạo cực điểm đến nhu hòa cực điểm, hai thứ chân khí hoàn toàn đối lập lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người. Bốn thái giám cao thủ đều mở tròn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong suốt cuộc đời, chưa từng thấy, cũng chưa hề nghe nói ai có thể luyện hai thứ chân khí tính chất xung đột mãnh liệt như vậy đến đỉnh cao. Hai pháp môn chân khí này rõ ràng là những tuyệt học hàng đầu thiên hạ. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng động tác của bốn người không chậm lại, niềm tin cũng hề không lung lay. Đây là bốn cường giả thuộc nội đình dưới trướng Hồng Công Công, từ trước đến nay có nhiệm vụ bảo vệ Thái Hậu. Họ tin rằng, cho dù Phạm Nhàn lợi hại đến đâu chăng nữa, cũng không thể xem thường đòn tấn công kết hợp của bốn người. Thật vậy, Phạm Nhàn chẳng phải đại tông sư, nhưng y là người đứng thứ hai về thân pháp trong khoảng phạm vi nhỏ trong thiên hạ. Xưa kia trên đồng cỏ, mũi kiếm hải đường cũng không thể đâm trúng cơ thể lăn lộn của y, huống hồ bây giờ tâm tính đã thay đổi, dần dần kết hợp hai thứ chân khí. Trên đời này chỉ có duy nhất một ngũ trúc. Thân thể Phạm Nhàn đột ngột co lại trong không trung, gối trái nâng lên, vai phải xoay vặn, cơ thể run rẩy. Giữa hư không không chỗ mượn lực, y lại vô cùng kỳ ảo nghiêng người sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể đã nhẹ nhàng lệch hướng. Bàn tay khô héo thứ nhất nắm lấy vai phải Phạm Nhàn, nhưng như đang nắm lấy một đám mây, không thể túm chặt. Bàn tay khô héo thứ hai chụp lấy cánh tay trái Phạm Nhàn, nhưng lại chạm vào lưỡi kiếm Phạm Nhàn giấu trong tay áo. Lưỡi kiếm xé toạc tay áo, trên bàn tay chứa đầy chân khí tinh khiết, vạch ra một đường dài, lộ ra xương trắng bên trong. Máu bắn ra sau khi bị chân khí kích thích, làm ướt nửa người Phạm Nhàn. Bàn tay khô héo thứ ba túm lấy đầu gối phải Phạm Nhàn, xé rách một mảnh áo. Bàn tay khô héo thứ tư trượt vào khoảng không, chỉ nắm được một chiếc giày của Phạm Nhàn. Chứng kiến cảnh tượng này, con ngươi Thái Hậu lóe lên ánh lạnh. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, ánh lạnh lùng bừng lên. Như gió ào tới, kiếm trong tay trái Phạm Nhàn đã gác lên cổ Thái Hậu. Máu tươi từ tay áo rách của Phạm Nhàn nhỏ xuống, nhỏ lên trên xiêm y của Thái Hậu, nhỏ lên khuôn mặt bà. Sắc mặt Phạm Nhàn trắng bệch, máu rỉ ra từ khóe miệng, nửa bộ áo đen trên người ngâm trong máu. Trung quy vẫn bị bốn thái giám kia gây thương tích, ánh mắt y vẫn vô cùng kiên định, lưỡi kiếm lạnh lùng làm giá lạnh trái tim mọi người trong hàm quang điện. Trong hàm quang điện, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người mắt mở, trừng trừng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngoài tiếng máu nhỏ giọt từ kiếm xuống giường, không còn âm thanh nào khác. Máu từ kiếm Phạm Nhàn chảy xuống, dọc theo vành tai Thái Hậu, làm ướt nửa khuôn mặt bà lão, thấm dần vào trong y phục. Lưỡi kiếm lạnh lẽo sáng lên ánh kim loại, vững vàng, tàn nhẫn gác trên cổ Thái Hậu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khánh Quốc được thành lập có kẻ xâm nhập sâu vào cung đình, lần đầu tiên có người đặt lưỡi kiếm lên cổ Thái Hậu. Tất cả mọi người, kể cả mấy thái giám cao thủ đều sững sờ, mắt mở trừng trừng nhìn Phạm Nhàn khống chế Thái Hậu mà không biết phải làm sao. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, từ lúc báo động vang lên bên ngoài điện cho đến khi Phạm Nhàn xuất hiện từ trên trời như sát thần, lao đến bên long sàng khống chế Thái Hậu, tất cả chỉ trong vài nhịp thở. Trước đó ở hậu điện, Phạm Nhàn không đâm vào tường mà chọn cửa gỗ, giao chiến với thái giám cao thủ một trưởng một kiếm chém bay đầu hắn. Thành công thu hút sự chú ý của bên trong điện tới hành lang dẫn đến chính điện, nhưng y lại trực tiếp xông qua tường. Điều này hoàn toàn bất ngờ, quá mức liều lĩnh, lại đối đầu với bốn lão thái giám mới có thể thành công như bây giờ. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1185, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc. 2. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Phạm Nhàn đã có phản ứng và quyết định nhanh chóng đến đáng kinh ngạc. Phải nói, hành động của Phạm Nhàn đêm nay thực sự rất mạnh bạo. Hơn nữa, những người chứng kiến cảnh tượng này không hiểu sao từ đáy lòng dâng lên một luồng giá lạnh, như thể bất cứ lúc nào Phạm Nhàn cũng có thể rút kiếm, cướp đi mạng sống của Thái Hậu. Ánh mắt Phạm Nhàn quá bình tĩnh, quá lạnh lùng, giống như dưới lưỡi kiếm của y chỉ là kẻ tầm thường, chứ không phải Thái Hậu có thể ảnh hưởng đến đại thế của thiên hạ. Truyền lệnh cho các thị vệ bên ngoài ngừng tay. Bên trong điện im phăng phắc, nhưng lại làm nổi bật tiếng chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Sáu kiếm khách xông vào cung vẫn đang giao chiến với thị vệ cung đình. Sau khi khống chế Thái Hậu dưới lưỡi kiếm, Phạm Nhàn không chút do dự, lập tức quỳ một gối xuống.
cẩn thận ẩn mình sau lưng Thái hậu, trường kiếm dựng ngược vào khuỷu tay, áp sát má Thái hậu đỏ như máu và thì thầm. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mang sức mạnh không cho phép ai phản kháng. Mọi người đều cảm nhận được, nếu Thái hậu không ra lệnh cho các thị vệ bên ngoài và thái giám cao thủ trong điện ngừng tay, có lẽ Phạm Nhàn sẽ thật sự rút kiếm. Tuy nhiên, cuối cùng Thái hậu vẫn không phải là kẻ tầm thường. Vị Thái hậu của Khánh Quốc, năm xưa còn là Vương Phi đã trải qua nhiều năm sóng gió hiểm nguy, tính cách kiên định, không giống những bà lão bình thường. Sau đó, bà cũng lên làm Hoàng hậu, Thái hậu hàng chục năm, sống thâm cung, tự nhiên có khí phách và lòng tự tin phi thường. Thái hậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, mái tóc bạc phơ phất loạn xạ, nhưng đôi lông mày nhíu lại, toát lên vẻ uy nghi bẩm sinh, cất giọng lạnh lẽo, đồ đại nghịch bất đạo. Ngươi dám uy hiếp ai ra sao? Giọng nói như chém vàng đập ngọc, khiến thân thể mọi người trong cung chấn động. Trong lòng Phạm Nhàn hơi rùng mình, không ngờ rằng trong hoàn cảnh hiểm nghèo chật vật này mà Thái hậu vẫn có thể cứng rắn đến thế. Nhưng y hiểu rằng Thái hậu cần giữ vững khí phách để tìm kiếm lợi ích trong những việc tiếp theo. Điều càng bất ngờ hơn nữa là, chỉ nghe bốp một tiếng, Thái hậu đột nhiên lật tay tát mạnh vào mặt Phạm Nhàn. Một vệt tay đỏ nhạt hiện rõ trên gương mặt Phạm Nhàn. Thái hậu dường như chẳng hề sợ lưỡi kiếm đặt trên cổ mình, đôi mắt nhìn Phạm Nhàn đầy khinh miệt, lạnh lùng nói, ngươi dám giết ai ra sao? Mọi người trong Hàm Quang Điện đều sững sờ, không ngờ dù bị Phạm Nhàn khống chế, Thái hậu vẫn dám thách thức ương ngạnh như vậy. Không biết bà có sợ Phạm Nhàn thật sự giết mình không? Chứng kiến cảnh này, một số cung nữ hoảng sợ đến ngất xỉu. Nhưng Thái hậu vẫn lạnh lùng, cứng rắn nhìn Phạm Nhàn. Đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, im lặng nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Thái hậu. Y hiểu tại sao bà lão lại tỏ ra cứng rắn đến thế, bởi vì bà biết nếu Phạm Nhàn muốn nắm quyền kiểm soát hoàng cung thì chắc chắn sẽ không dám giết bà. Huống hồ, bà là Thái hậu, là nãi nãi về mặt huyết mạch của Phạm Nhàn. Bà đoán trước Phạm Nhàn không dám hành động trước mặt nhiều người như thế. Cho dù có đoán sai, bà lão này vẫn phải giữ vững khí phách để tìm cơ hội lật ngược thế cờ. Ngay khi Thái hậu đột nhiên tát Phạm Nhàn một cái, bên trong Hàm Quang Điện có biến cố bất ngờ xảy ra. Hầu Công Công, người từ trước tới giờ đều yên lặng bên cạnh điện, bất ngờ bay lên. Nhanh chóng bay lên, nhưng không hướng về phía Phạm Nhàn và Thái hậu, mà là bay về phía lỗ lớn mà Phạm Nhàn đã đâm vỡ. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên sắc thái lạ, nhưng y không dám rời xa Thái hậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hầu Công Công cùng vài thái giám khác đi qua lỗ đó. Sau vài tiếng động nhẹ, họ đã kiểm soát được một số người. Bàn tay của Hầu Công Công nắm chặt lấy cổ họng của Tam Hoàng Tử, Nghi Quý Tần bị một thái giám khống chế. Ninh Tài Nhân vung con dao màu đen, nhưng cũng bị một số thái giám khác vây chặt. Tiểu Công gia, đừng quá bốc đồng. Hầu Công Công siết chặt cổ Tam Hoàng Tử, cúi đầu nói một cách kính cẩn. Tay Phạm Nhàn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn Hầu Công Công, trong đó lóe lên một tia sáng lạ thường. Chỉ đến lúc này, y mới nhận ra vị thái giám đứng thứ hai chỉ sau Diêu Công Công này lại có trình độ tu vi cao minh đến thế. Lúc này, tình thế là Phạm Nhàn đã khống chế được Thái hậu, nhưng Hầu Công Công và bọn thái giám kia lại nắm giữ ba người mà Phạm Nhàn rất quan tâm. Tình hình sẽ diễn biến ra sao đây? Mọi người đều đợi, chờ quyết định của Phạm Nhàn. Khuôn mặt Thái hậu lạnh lẽo, nhưng dòng máu thấm ướt áo bà ta khiến bà cảm thấy lạnh buốt, làm đôi bàn tay run rẩy nhẹ. Phạm Nhàn cúi đầu xuống, nhìn đôi bàn tay Thái hậu đang run, không im lặng bao lâu, chỉ hít một hơi thật sâu. Tất cả các thái giám cao thủ đều cảnh giác, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhíu mày, rồi giơ bàn tay phải lên, mạnh mẽ tát thẳng vào gương mặt già nua của Thái hậu. Chương 1186, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc. Chát, tiếng vang lên thật rõ, tiếng vọng còn lớn hơn cái tát Thái hậu táng Phạm Nhàn trước đó. Thái hậu không thể tin được, che mặt lại, khóe miệng rỉ máu, có lẽ hàm răng bà đã bị lung lay. Ai nấy trong điện đều mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng này, như thể cái tát không chỉ nện vào mặt Thái hậu, mà còn vào mặt và trái tim tất cả mọi người. Người bị Phạm Nhàn tát một cái tai là ai? Đó chính là Thái hậu, mẫu thân thân sinh hạ hoàng đế, nãi nãi thật sự của Phạm Nhàn. Thế nhưng, Phạm Nhàn lại dám tát bà ta một cái. Đây là sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Việc Phạm Nhàn tát Thái hậu càng chứng tỏ y đã liều mạng, dám tát là dám giết. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt sưng vù của Thái hậu, nói nhỏ, thả người, thôi ngay.
ta sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Thái hậu giận run cả người, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sâu xa từ tận sâu dưới lòng đất. Bà nhận ra mình đã xem thường đứa cháu không mang họ Lý này, xem thường sự tàn nhẫn và chí khí của hắn. Bà cảm nhận thanh kiếm áp vào cổ mình càng siết chặt. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, hoặc đã rất lâu, ánh mắt Thái hậu cuối cùng cũng thoáng chút cô đơn, mở miệng nói, làm theo ý hắn. Thái hậu tự mình ra lệnh, to tiếng hơn, Phạm Nhàn nói. Thái hậu tức giận nhìn Phạm Nhàn, đành miễn cưỡng cất giọng già nua ra lệnh cho bên ngoài điện, thị vệ nghe lệnh, dừng tay ngay lập tức. Không hiểu sao, khi ý chỉ của Thái hậu vừa ra, ai nấy trong điện đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thái độ của Phạm Nhàn khiến mọi người quá đỗi sợ hãi, e ngại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cháu giết bà nội, thần giết Thái hậu. Chỉ có Hầu Công Công siết cổ Tam Hoàng tử hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Xem ra Hầu Công Công rất mong ngươi chết, Phạm Nhàn lạnh lùng nói với Thái hậu. Thái hậu liếc nhìn Hầu Công Công, bốn vị lão thái giám cau mày, tiến về phía Hầu Công Công một bước. Hầu Công Công thở dài, buông lỏng bàn tay. Tam Hoàng tử chưa hết kinh hoàng, vết thương do thích khách đâm vào chiều hôm đó lại rỉ máu. Hắn vội vàng đỡ mẫu thân của mình, cùng với Ninh Tài Nhân, ba người hoảng loạn chạy đến sau lưng Phạm Nhàn. Khi ý chỉ Thái hậu vừa ra, tiếng chém giết xung quanh hàm quang điện lập tức biến mất. Rõ ràng là các kiếm thủ theo Phạm Nhàn đã nhận chỉ thị sẵn, chỉ cần vệ binh ngừng tay, họ cũng không tận dụng cơ hội phản công. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả cửa lớn trong hàm quang điện đều được mở tung. Trong tiếng kêu kẽo kẹt của cánh cửa, toàn bộ căn điện trở nên thông thoáng. Mọi người bên trong có thể nhìn rõ tình hình căng thẳng bên ngoài, những thị vệ cầm trường đao bao vây hàm quang điện, hàng loạt thi thể nằm trên đất trống ngoài điện. Gió đêm đầu thu thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng không ai cảm thấy thanh tĩnh. Bởi theo làn gió ấy, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi mọi người. Hàng chục kiếm thủ mặc đồ đen toàn thân mau lẹ rút vào bên trong, bao vây các thái giám. Một số thái giám lão luyện trong cung đình không thể làm gì khác ngoài chịu nhục nhã bị xiềng sắt trói lại. Thái hậu đã bị Phạm Nhàn khống chế, y đã chứng minh mình dám giết Thái hậu. Trong tình thế này, những cao thủ trong cung đình làm sao dám chống cự. Ngay cả loại người muốn phản kháng như Hầu Công Công cũng không thể có động thái nào trong thế cục như vậy. Phạm Nhàn nhìn thấy thuộc hạ đầy vết thương, lại nhíu mày, ánh mắt quét qua, ngay rằng mặc dù trận chiến ngoài hàm quang điện rất ngắn ngủi nhưng đã có hơn 10 thuộc hạ trung thành của y đã anh dũng hy sinh. Xông vào hoàng cung, muốn không có thương vong là điều không thể. Chỉ phải trả một cái giá nhỏ như vậy để tạm thời kiểm soát được hàm quang điện, thực sự giống như một nhiệm vụ bất khả thi. Phạm Nhàn cúi mắt, nói với Thái hậu dưới lưỡi kiếm, ngươi biết, ta không muốn giết ngươi. Nếu ta chỉ muốn giết ngươi, có vô vàn cách khiến ngươi chết mà không biết chết như thế nào. Thái hậu ho dữ dội, nắm chặt ngực, cổ bị lưỡi kiếm Phạm Nhàn cào xước, để lại một vệt máu mỏng manh. Chứng kiến cảnh này, các cung nữ và thái giám trung thành với Thái hậu đều kinh hãi, muốn tiến lên hầu hạ nhưng không dám cử động. Thái hậu quay đầu lại, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy oán hận, ngươi và mẫu thân của ngươi là loại lòng lang dạ thú. Ai ra muốn xem, ngươi có thể giúp trong cung điện này làm gì? Đúng vậy, mặc dù lúc này Phạm Nhàn đã bắt được Thái hậu và kiểm soát hoàng cung, nhưng tiếp theo y sẽ làm gì? Mọi người, kể cả các kiếm thủ mặc đồ đen đều nhìn y, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Phạm Nhàn đang chờ tin tức từ ba nhóm khác trong cung, cũng đang chờ động tĩnh từ bên ngoài hoàng thành. Y biết chưa hoàn toàn nắm chắc thành công, nếu không suôn sẻ, y và mọi người sẽ thất bại. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1187, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc, 4. Trong lúc chờ đợi, y cũng không rảnh rỗi, Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn Hầu Công Công đang bị vây bởi các kiếm thủ. Hầu Công Công run sợ, âm thầm vận chuyển chân khí. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu. Hầu Công Công hoảng sợ, tay áo vụt một cái, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng khi nâng mí mắt lên, hắn thấy 10 khẩu cây nỏ cỡ nhỏ lấp lánh ánh sáng đen đang nhắm vào mình. Phạm Nhàn dẫn 200 người vào cung, sợ làm kinh, động kẻ địch bên ngoài, y rất chú trọng việc ngụy trang. Không phải ai cũng mang nỏ. Chỉ có mấy chục người đi theo mang 10 cây nỏ ngầm. Và những cây nỏ ấy đang nhắm thẳng vào Hầu Công Công. Hầu Công Công thét lớn một tiếng, cơ thể bật dậy, nhưng chỉ mới nhảy lên được một chút, cả người như một con nhím gai, 10 mũi tên đâm sâu vào người,
không ngừng hút máu tươi. Bột tiếng động, Hầu Công Công ngã xuống, co giật vài lần, mắt mở trừng trừng không cam lòng, cứ thế chết đi. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn cảnh tượng. Mặc dù không biết Hầu Công Công là tâm phúc trưởng công chúa, nhưng trực giác và tình huống trước đó khiến y cảnh giác. Vì thế, y đột ngột ra lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt Hầu Công Công. Trong thời khắc quan trọng, Phạm Nhàn không ngần ngại giết người, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cái chết của Hầu Công Công khiến bên trong điện náo động, tình hình vừa ổn định lại hỗn loạn. Bên ngoài, thị vệ căng thẳng, áp sát vài bước về phía Hàm Quang Điện. Nhưng Phạm Nhàn không hề hoảng loạn, y rút kiếm khỏi cổ Thái Hậu, ánh mắt đảo qua điện một vòng. Bất cứ nơi nào ánh mắt dừng lại, không ai dám nhìn thẳng, tất cả đều cúi đầu. Y ngồi xuống cạnh Thái Hậu, tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng ồn ào trong cung. Y biết chắc chắn ba nhóm kia cũng gặp kháng cự mãnh liệt. May mắn là việc y đột nhập Hàm Quang Điện đã thu hút nhiều thái giám và thị vệ trong hậu cung, khiến ba hướng kia gặp ít khó khăn hơn. Bên trong Hàm Quang Điện yên tĩnh đến lạ lùng. Phạm Nhàn và Thái Hậu ngồi song song trên giường, cả hai đều vấy máu tươi, tâm trạng lạnh lẽo. Cảnh ba cháu bình tĩnh ngồi bên nhau như vậy lại khiến người xem cảm thấy cõi lòng giá rét. Các thị vệ bên ngoài vẫn chưa bị tước vũ khí, Phạm Nhàn không thừa người để làm chuyện quan trọng này. Tất cả kiếm thủ áo đen đã trở lại trong điện, y không muốn tình hình hiện tại có bất kỳ thay đổi nào. Vấn đề về thị vệ trong cung sẽ đợi sau khi đại hoàng tử xử lý xong cấm quân trong hoàng thành, rồi giao cho hắn xử lý. Phạm Nhàn chỉ đang chờ đợi, tin tưởng vào sức mạnh của thuộc hạ và hắc kỵ. Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của thị vệ, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó đáng kinh ngạc ở phía sau trận thế kia. Phạm Nhàn không đứng dậy, nói với Thái Hậu, bảo họ mở một lối đi. Mái tóc hoa râm của Thái Hậu rủ xuống gò má vấy máu, nửa kia thì sưng vù do cái tát của Phạm Nhàn, trông rất thảm thương. Nghe Phạm Nhàn nói vậy, bà lão liếc đôi mắt vô thần ra ngoài rồi gật đầu. Thủ lĩnh thị vệ nhìn vào tình hình trong điện, nghiến răng ra lệnh rút lui, mở một lối đi. Hơn 10 thích khách đen dẫn theo một phi tần y phục xộc xệch bước vào Hàm Quang Điện. Phạm Nhàn đếm số người, biết nhóm này tổn thất càng nặng nề. Khi thấy vẻ đẹp thanh tú nhưng hoảng loạn của phi tần, lòng y không khỏi trùng xuống. Người đó chính là Thục Quý Phi, mẫu thân ruột thịt của nhị hoàng tử. Kể từ khi Thái Hậu ra chiếu lệnh thái tử kế vị, sau khi nhị hoàng tử phục tùng, Thái Hậu đã cho thái tử, hoàng hậu và Thục Quý Phi về cung riêng, chỉ giữ lại mẹ con Nghi Quý Tần cùng Ninh Tài Nhân ở Hàm Quang Điện. Phạm Nhàn nhìn Thục Quý Phi, mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên chiếc giường mềm mại bên cạnh và nói, nương nương, xin mời ngồi đây. Từ nhỏ Thục Quý Phi yêu thích thi ca và sách vở, tính cách ôn hòa. Quan hệ của cô với Phạm Nhàn trong cung thường khá tốt, không oán hận vì chuyện của nhị hoàng tử. Cô là người sống thận trọng, Phạm Nhàn cũng không có cảm giác khó chịu với cô. Chỉ là đêm nay, khi đột nhập cung điện, cô là người Phạm Nhàn cần khống chế. Đêm nay, Thục Quý Phi bị các thích khách bắt cóc. Ban đầu, cô tưởng mình sẽ phải chết, nhưng cũng đoán ra đây là việc của ai. Lúc này nhìn Phạm Nhàn, cô không khỏi kinh hãi, ngay cả những lời mắng chửi đã nghĩ trước đây cũng không thốt ra được thành lời. Nhìn thấy bộ dạng Thái Hậu, cô càng thấy lạnh sống lưng, chỉ biết run rẩy ngồi xuống cạnh Phạm Nhàn. Việc bắt được Thục Quý Phi trước tiên nằm trong dự tính của Phạm Nhàn. Phòng thủ Đông Cung và Quảng Tín Cung chỉ đứng sau Hàm Quang Điện, cũng là nơi then chốt mà thuộc hạ y không thể nhanh chóng chiếm được. Vì vậy, khi thấy Kinh Qua đeo mặt nạ bạc dáng vẻ trầm mặc dẫn thuộc hạ bước vào Hàm Quang Điện, trong lòng Phạm Nhàn trầm xuống, biết chuyện chẳng lành. Chương 1188, trong ngoài Hoàng Thành vang lên tiếng giết chóc, 5. Quả nhiên, sự việc rắc rối. Kinh Qua cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Phạm Nhàn, khuôn mặt y ngày một nặng nề, giữa hai lông mày như có tảng đá khổng lồ đè nén. Một thuộc hạ khác đến báo cáo, tin tức vẫn không mấy tốt lành. Phạm Nhàn nhíu mày, dùng sức xoa xoa mi tâm, muốn xua tan chút phiền muộn trong lòng. Một lúc sau, y thở dài, nhẹ nhàng nói với những người đang ở trên giường, ban đầu muốn mọi người trong hoàng gia đoàn tụ, nhưng bây giờ xem ra không thể. Lúc này trên giường bên cạnh Phạm Nhàn có Thái Hậu và Thục Quý Phi, sau lưng là Nghi Quý Tần, Ninh Tài Nhân và Tam Hoàng Tử. Phần lớn thành viên hoàng tộc đều ở trên chiếc giường này. Phạm Nhàn kiểm soát sinh tử của hai người bên cạnh, bảo vệ ba người phía sau. Gọi là toàn bộ gia đình, tất nhiên là gia đình của thiên tử. Bây giờ, Khánh Đế đã mất,
Trong hoàng tộc ngoài 6 người trên giường còn có hai mẹ con thái tử và hoàng hậu, cùng với trưởng công chúa trong Quảng Tín Cung. Phạm Nhàn vô thức đã loại trừ Hoa Nông ra khỏi suy nghĩ, vì y cảm thấy Tịnh Vương gia sạch sẽ hơn tất cả mọi người trong cái nhà này. Những gánh nặng trên trán Phạm Nhàn chính là ba thành viên vắng mặt không thể tụ họp cùng gia đình hoàng thất. Tin tức từ Kinh Qua và một nhóm khác cho biết Đông Cung và Quảng Tín Cung đều trống không. Không rõ vì sao, trưởng công chúa và thái tử dường như đã biết trước tin tức, ngay trước khi các thuộc hạ của Phạm Nhàn xông vào cung điện, họ đã lợi dụng đêm tối trốn, thoát theo hướng của lãnh cung phía Bắc. Kinh Qua dẫn hơn 100 sát thủ nhưng không đuổi kịp. Một đợt tấn công dữ dội như vậy mà không bắt được những nhân vật then chốt. Tâm trạng Phạm Nhàn rất nặng nề, nhưng gương mặt dần bình tĩnh lại. Mặc dù lần đột kích này không thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất y đã bắt được Thái Hậu và Thục Quý Phi. Trên đời không có việc gì hoàn hảo, y biết may mắn của mình không đủ để chỉ với 200 người có thể thay đổi lịch sử. Thái Hậu ngồi bên cạnh y, đột nhiên nói bằng giọng già nua, ai ra biết ngươi muốn gì, chỉ là mệnh lệnh của ai ra đã ban ra từ trước. Rõ ràng, những lời Kinh Qua nói bên tai Phạm Nhàn đều rơi vào tai bà. Trong mắt bà lóe lên vẻ chế giễu, nhìn Phạm Nhàn nói, Thừa Càn đã mang mệnh lệnh của Ngọc Gia ra khỏi cung, ngày mai đại quân sẽ tiến vào kinh đô. Ngươi có lo sợ không? Con người ta, lá gan ngày càng lớn, nếu không sao dám tát mặt ngài xưng đến thế. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Thái Hậu, giọng điệu lạnh lùng khiến người nghe rùng mình. Con ngươi của Thái Hậu co lại, Thái Hậu có thể ban nhiều chỉ dụ. Phạm Nhàn dịu dàng nói với Thái Hậu, thí dụ như 13 cửa thành vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh đóng cửa, làm sao Tần gia có thể vào được. Ta nghĩ ngài cũng biết, thân tín trưởng công chúa bố trí ở cửa thành, tối qua đã bị người của ta tiêu diệt. Ta chỉ đang giúp ngài kiểm soát chặt chẽ những cửa thành kia. Dĩ nhiên, mục đích của ta là khống chế ngài. Những lời này thoát ra từ đôi môi mỏng của Phạm Nhàn, vô cùng dịu dàng nhưng đáng sợ đến nỗi Thái Hậu run rẩy vì phẫn nộ, trừng mắt nhìn y mà không thể phát ra thành lời. Mặc dù tuổi tác của ngài đã cao nhưng vẫn sợ chết. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn Thái Hậu như đang nhìn điều khiến mình phiền lòng, vì thế, chỉ dụ này, ngài vẫn phải ban ra. Thái Hậu ho khan hai tiếng, liếc nhìn Ninh Tài Nhân phía sau, rồi nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn nói, cho dù có cái tên dị chủng kia giúp ngươi, ngươi chỉ có thể kiểm soát hoàng cung, ngoài cung thì ngươi tính làm gì? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt bà, đáp, ta chỉ dẫn theo 200 người vào cung, không phải tự tin, mà vì để lại 1.700 người ngoài cung, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ở ngoại cung? Ngay lúc đó, từ khu vực tiếp giáp giữa hậu cung và tiền cung cách Hàm Quang Điện không xa, bất ngờ vang lên tiếng hô xung phong cùng tiếng phá cửa cung điện. Phạm Nhàn bình tĩnh lắng nghe, biết rốt cuộc cấm quân của đại hoàng tử cũng đến, gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Y đứng dậy, quay sang Kinh Qua ra lệnh, ta giao Hàm Quang Điện cho ngươi, bất kể ai, chỉ cần có động thái bất thường, cứ giết chết cho ta. Kinh Qua vâng lệnh mà không hề do dự, chiếc mặt nạ bạc trên mặt y phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mọi người trong điện nhìn y, không rõ người này thân phận ra sao mà thong dong bình thản chấp thuận mệnh lệnh đại nghịch bất đạo từ Phạm Nhàn như vậy. Nếu là quan viên giám sát viện bình thường, đáng lẽ phải kinh hãi mới đúng. Họ không biết vị phó thống lĩnh Hắc Kỵ này từng đâm chết con trai trưởng Tần gia ngay trong quân đội, bị giam giữ trong ngục tù ở Khánh Quốc, chịu nhiều tra tấn. Hắn vốn là người đại nghịch bất đạo nên Phạm Nhàn mới dám giao phó nhiệm vụ đại nghịch bất đạo này. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1189, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc, 6. Ngay lúc này, Ninh Tài Nhân đột ngột nói, cho ta mượn con dao của ngươi một chút. Phạm Nhàn nhìn cô một cái, mỉm cười, biết Ninh Tài Nhân sợ nếu xảy ra hỗn loạn, Kinh Qua không dám xuống tay với Thái Hậu. Còn cô, người phụ nữ Đông Di từng bị bắt, cùng thai nhi trong bụng suýt bị Thái Hậu sát hại, luôn cực kỳ rắn giỏi và tanh máu mong chờ cơ hội này. Phạm Nhàn gật đầu, bước vào bóng đêm bên ngoài Hàm Quang Điện. Y muốn đến Quảng Tín Cung và Đông Cung điều tra, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong việc này. Giữa tiếng kêu vang, y nhanh chóng cắm thanh kiếm vấy máu vào bao kiếm sau lưng, bước nhanh xuống cầu thang đá của Hàm Quang Điện. Vài thuộc hạ thân tín theo y vào cung giữ khoảng cách 3 bước phía sau, cũng bước xuống cầu thang. Mọi người trong và ngoài điện đều nhìn chằm chằm vào y, không biết trong thời khắc then chốt này, y sẽ đi đâu.
y dẫn theo vài thuộc hạ, bình thản bước ra khỏi điện, đi ngang qua những thị vệ đại nội đứng đó lăm lăm binh khí, chĩa thẳng vào y mà không chớp mắt. Các thị vệ đâu dám ra tay, chỉ biết trợn mắt nhìn y biến mất vào bóng đêm bên ngoài hàm quang điện. Mặc dù Thái hậu đang ở trong điện, nhưng Phạm Nhàn vẫn bước đi một cách bình tĩnh và can đảm, thực sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Phạm Nhàn không có ý định trấn áp hay giảm bớt uy quyền của Thái hậu, lời y nói trước đó không phải dối trá. Trong phòng riêng của Tôn Tần tiểu thư, khi y và Ngôn Băng Vân lập kế hoạch, họ đã tính số lượng lực lượng có thể liên lạc được. Những mật thám mà giám sát viện có thể điều động trong kinh đô, những gián điệp ẩn nấp trong các phủ, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của Phạm Nhàn. Thậm chí không tính tòa kiến trúc vuông vực bị giám sát bởi triều đình và quân đội, y vẫn có thể điều động đến 1.400 người. Nhờ vào lực lượng ở kinh đô phủ, 500 hắc kỵ đã ngụy trang và lọt vào kinh. Cho đến bây giờ, lực lượng Phạm Nhàn có thể huy động là 1.900 người. Tất cả đều rất giỏi hoạt động trong bóng tối. Mặc dù về mặt võ lực không sánh được quân đội, nhưng khi thực hiện âm mưu nổi loạn thì họ là vũ khí lý tưởng. Phạm Nhàn chỉ dẫn 200 người vào cung đêm nay. Không phải tự tin thái quá mà vì loại tập kích như vậy thì số lượng không phải thế nhưng chốt. Hơn nữa, y phải để lại phần lớn lực lượng bên ngoài. 1.700 người còn lại hiện đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Ngôn Băng Vân. Kinh đô quá lớn, Phạm Nhàn phải quan tâm nhiều mặt. Bên ngoài do y tự xử lý, bên trong y cần nhờ vào mấy ngàn cấm quân kiểm soát. Khi tiếng chiến đấu vang lên từ hậu cung, y biết đại hoàng tử đã nắm quyền kiểm soát cấm quân. Hành động của cấm quân diễn ra đúng như đại hoàng tử đã nói với viên tướng thân cận, thời điểm tấn công phụ thuộc vào tiến độ đột nhập cung điện của Phạm Nhàn. Khi một thuộc hạ dũng cảm của Phạm Nhàn đứng vững giữa vòng vây của cấm vệ, giương mũi tên lệnh lên bầu trời đêm và vầng trăng, cấm quân lập tức hành động. Lệnh tiễn tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã chiếu sáng nửa kinh đô. Loại lệnh tiễn này dùng để truyền tin, không phải loại quân phòng vệ kinh đô hay giám sát viện thường dùng, nhưng nó đã phát ra tín hiệu rất rõ ràng. Đại hoàng tử đứng bên cạnh cỗ nỏ thủ thành, nhìn pháo hoa xé toạc bầu trời đêm, đột nhiên gương mặt trở nên cứng rắn, giơ tay phải lên rồi chém xuống như một nhát kiếm. Chém vào làn gió trống vắng trên góc tháp canh hoàng thành. Một nhát kiếm chém xuống, trực tiếp chặt đứt cổ hai binh sĩ trên giường. Máu tươi bắn tung tóe lên tường, tạo thành hai vệt đỏ rực. Tướng lĩnh cấm quân cầm đao xông lên hét lớn, giết. Trong đêm tối, không biết bao nhiêu người lọt vào mấy con phố bên cạnh quảng trường trước hàng thành, lặng lẽ chui vào những căn phòng rộng rãi, sau đó bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Tất cả 600 binh sĩ cấm vệ đang nghỉ ngơi, lúc này vẫn còn say giấc, không ít người bị giết trong lúc ngủ mà không kịp tỉnh dậy. Một số khác thức giấc nhưng không kịp phản ứng trước những nhát đao vô tình. Đúng vậy, kẻ giết người và người bị giết đều là đồng đội. Nếu ở một thời điểm và không gian khác, có lẽ họ sẽ chiến đấu bên cạnh nhau, cùng chống kẻ thù, uống rượu chiến thắng, lau sáng lưỡi dồn dập như tuyết, dũng cảm xông vào trận địa, che chở cho nhau. Nhưng không phải đêm nay, đây chỉ là cuộc tàn sát một chiều đẫm máu và tàn nhẫn. Trong thời gian ngắn, 2.000 binh sĩ cấm vệ trung thành với đại hoàng tử đã làm sạch vùng đất rộng lớn phía trước hoàng thành. Xác chết, máu tươi lẫn lộn, mùi máu nồng nặc bay khắp nơi. Chương 1190, vài mũi tên, 1. Vẻ mặt binh sĩ cấm quân không hề dễ nhìn. Thường ngày họ là Tây Trinh quân, đây là lần đầu giết đồng đội. Nhưng họ hiểu rõ những người họ đối diện không còn là đồng đội, việc họ làm đêm nay không cho phép do dự. Họ đã nhìn thấy ngọc tỷ và di chúc của hoàng đế trên tay đại soái, nên trong lòng có lòng nhiệt huyết và niềm tin. Chúng ta đứng về phía chính nghĩa, bao giờ bọn họ còn sống, ai dám nói không đúng. Một mũi tên xuyên qua tầng mây, thiên quân vạn mã đến giao tranh. Khi đóa hoa lửa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời tĩnh mịch của kinh đô, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến bao tâm hồn rung động. Thanh trừng bên trong quân cấm vệ là công việc khởi đầu. Chẳng mấy chốc, đại hoàng tử đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ binh lực, để lại khoảng 3.000 cấm quân ở kinh đô, trở thành lực lượng mạnh nhất bảo vệ hoàng cung. Đồng thời, những thuộc hạ của giám sát viện ẩn nấp trong đêm tối cũng nhận ra ngọn lửa ấy. Họ lộ diện từ bóng đêm, tiến về phía những mục tiêu đã định sẵn. Nha môn bộ hình vốn lạnh lẽo u tối, nhất là vào đêm khuya như thế này. Trong yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp ở phía ngoài. Đám quan sai trực đêm hoảng hốt quan sát động tĩnh bên ngoài, sau đó kinh ngạc nhận ra một đoàn người mặc đồ đen đang hướng tới bộ hình. Gương mặt các quan sai tái mét,
vội vàng đánh trống báo động để cảnh báo các quan lại trong bộ hình cùng lính canh phía sau. Nhưng chính họ lại vội vã rút lui vào trong nha môn, bởi biết rằng đó là người của giám sát viện, mình tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Tiếng trống báo động vang lên, quan lại bộ hình đổ xô về phía sau. Ai nấy đều rõ, nhà tù bộ hình là nơi trọng yếu bởi thái tử không dám giam các văn thần phản đối mình lên ngôi vào thiên lao của giám sát viện mà cho nhốt tất cả ở đây. Tuy là tù nhân ở bộ hình, nhưng nếu được đưa ra triều đình, tiếng giọng nói của họ khiến thái hậu cũng phải e ngại. Không có quá nhiều tiếng kêu la kinh hoàng, chỉ sau vài tiếng kêu đau đớn và hỗn loạn, đội ngũ khoảng 300 người của giám sát viện đã thọc sâu vào bộ hình, áp đến quảng trường rộng lớn. Nha dịch và cai ngục của bộ hình bị vây giữa đám quan viên giám sát viện, trong khi chủ quan bộ hình y phục xộc xệch nhìn cảnh tượng này, lòng đã lạnh ngắt. Dù quân số hai bên tương đương, dường như có thể đối đầu, nhưng vị đại nhân này vốn dĩ cũng giống như thống lĩnh cấm quân, không dám về nhà mà chỉ dám canh chừng thiên lao, trong lòng chẳng mảy may phản kháng. Bởi lẽ những kẻ mặc đồ đen cầm nỏ là quan viên khiến quan lại Khánh Quốc khiếp sợ nhất, giám sát viện. Vị thượng thư đại nhân này hiểu rõ, giám sát viện đã dám hành động liều lĩnh như thế, chắc chắn tiểu phạm đại nhân đã làm dấy lên một trận phong ba tanh máu trong kinh đô. Uy thế của giám sát viện vẫn còn, danh tiếng hắc ám của Phạm Nhàn càng khiến lòng người chùn bước. Không có thế lực của trưởng công chúa trợ giúp, ít ai dám đối đầu trực diện đội ngũ này. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói trong cung đã bắn một phát tên lửa báo hiệu, sau đó hắn hoảng hốt tỉnh dậy, nghe tiếng hô chém giết vang trời từ phía Hoàng Thành. Hắn không biết đó là hành động của cấm quân, nhưng biết Hoàng Thành có biến. Giữa sân vài xác chết nằm rải rác, quan viên đứng đầu giám sát viện lạnh lùng nhìn thượng thư bộ hình. Bản quan phụng theo ý chỉ của Thái hậu và quân lệnh của Hòa Thân Vương, đến đón các vị lão đại thần khỏi ngục, mong thượng thư đại nhân bàn giao. Bàn giao? Không, đây là cướp ngục. Nhưng thượng thư run rẩy, không dám lên tiếng mắng nhiếc. Bởi đêm qua, một thị lang tâm phúc của hắn đã chết một cách bí ẩn trong nha môn này. Không ai rõ nguyên nhân, thượng thư không muốn làm oan hồn oán quỷ thứ hai. Nếu đầu hàng vẫn còn con đường sống chứ, ánh lửa làm gương mặt thượng thư trở nên méo mó. Dường đoán được suy nghĩ hắn, quan viên giám sát viện lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, thái hậu phán, kẻ đối nghịch mà thành tâm cải hối, chuyện cũ bỏ qua. Thượng thư liên tục cười khổ, ngay cả ý chỉ của thái hậu cũng đem ra, hẳn Đạm Bạc Công đã nắm quyền trong cung. Bên phía trưởng công chúa vẫn không có tin tức, chắc đã có chuyện. Trong hoàn cảnh này, tội gì mình phải khổ sở chống đối. Nhưng chợt hắn nghĩ, nếu cuộc đấu trong cung chưa kết thúc, Phạm Nhàn chưa thắng, mình vội đầu hàng, về sau phải trả lời thế nào với thái tử và trưởng công chúa. Thượng thư bộ hình cắn răng, ánh mắt lóe lên vẻ do dự. Quan viên giám sát viện lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì thêm, giơ tay phải lên. Hàng trăm người xung quanh giương nỏ, rút dùi sắt, sẵn sàng tấn công cánh cửa lớn chắc chắn của đại lao. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.